Hình ảnh tù nhân xuất hiện trên Facebook cá nhân. Trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một số thanh niên mặc áo phạm nhân, tung nhiều hình ảnh và chú thích lên trang cá nhân của mình. Một số nickname như Nguyễn Đức Hùng đăng nhiều bức ảnh cá nhân, cảnh sinh hoạt trong buồng giam. Thậm chí, nickname Nguyễn Đức Hùng còn giao một bộ áo của phạm nhân với giá là 500.000 đồng. Những nickname khác có tên là Tài Anh, Sát Thủ Trần, Cuộc Sống Bóng Đêm thì chụp những bức ảnh sinh hoạt trong buồng giam, viết nhiều nội dung không lành mạnh và đưa ảnh cá nhân của mình lên Facebook. Trong các hình ảnh được chia sẻ còn xuất hiện những chiếc điện thoại di động. Thậm chí, một hình ảnh gây sốc là ảnh một thanh niên có biểu hiện như đang sử dụng ma túy tổng hợp. Việc phạm nhân đưa điện thoại vào trong trại giam là trái với quy định của pháp luật, vì trong danh mục, điện thoại là diện không được đưa vào trại giam và buồng giam. Không chỉ xuất hiện điện thoại, thú nhồi bông, máy xăm, thậm chí là có cả ma túy. Không biết công an sẽ phải giải quyết như thế nào? Quản giáo không kiểm soát nổi hay đã được mua chuộc, xem hình ảnh giống như các cậu ấm đi nghỉ mát, chứ không phải đang chịu hình phạt vì các tội mình gây ra.